Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh kiến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian dạy ngữ. Thiện nhân sư, nhất thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệu năng hướng thượng trí giả, để chư tăng tôn bậc diệu ý hạnh gồm bốn đôi tám phẩm kính lễ vô thượng, nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Thái Ương những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tập trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Giá, và dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh và bài học hôm nay giáo trình trường bộ Diga Nikaya do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài kinh thập thượng Dasara 6.5 và 6.6 dẫn đến